Hôm nay chúng ta học tiếp tục nhá. Mà thầy nói với các em một số những cái lệnh ở trong cái operator, nó có một vài cái lệnh mà liên quan đến việc xử lý các cái số ký tự. Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta biết cái lệnh join đúng không? Chúng ta lệnh chúng ta đã biết rồi này. Đấy. Là nối hai cái số ký tự lại với nhau nhé. Thì thế nào là một show là cái ví dụ như thầy tạo ra một cái show ký tự, tạo ra một cái biến nhớ nhé, ví dụ như là sc nhé. Đấy, sc xong rồi thầy gán này, gán cái biến nhớ sc làm cái số ký tự, rồi thầy có một chữ ví dụ như là chào bạn chẳng hạn. Đấy, thì cái chữ này nó là một gọi là một show ký tự, số ký tự. Thì đây là cái lệnh là nối hai show lại với nhau. Đấy, chúng ta đã biết rồi đúng không? Ngoài ra còn có lệnh này nữa này, còn có cái lệnh là chúng ta sẽ tính được đây. Đây là tính được cái độ dài của cái show đó. Một cái show như vậy nó có bao nhiêu chữ? Ví dụ như là chào bạn gồm có là chữ C này, chữ H này, chữ A Huyền này, chữ O này, rồi là dấu cách. Dấu cách cũng là một chữ nhé, rồi là B này, chữ A N, như vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, như vậy là SC có cái độ dài là 8, chúng ta kiểm tra một chút sẽ đúng 8 không nhé. Chúng ta kéo cái SC này vào đây này. Chạy bấm đúng bấm thử nhé. Đấy. Leng. À, giờ tôi chạy cái này đúng không? Chạy cái này nhé. À, chúng ta chạy tiếp cái này này. Đấy là 8 này. Đấy. Như vậy độ dài của cái show này là 8. Là 8. Đó. Thì đó là cái lệnh là length của một cái show nhé. Ngoài ra còn lệnh nữa là cái lệnh là đây. Chúng ta có thể lấy ra đây lấy ra ký tự từng từng cái ký tự một, từng cái chữ một của cái show này đó. Ví dụ thầy lấy cái S gì ở đây nhá, ví dụ như là S gì nhá đó. Thì phần tử thứ nhất của S gì là bao nhiêu? Đấy là C, C này. Bây giờ thầy bấm đây là số 2 thì phần tử thứ hai của SC. Ký tự số 2 của SC là chữ gì nhỉ? Là chữ H. Đó là chữ H. Bây giờ thầy lấy phần tử thứ ba của SC là chữ A Huyền, chữ A. À, chữ A đúng không? Tiếp theo phần tử thứ tư. Phần tử thứ tư của cái show SC là chữ gì? Là chữ O. Đấy, như vậy là ở đây ta có thể lấy ra từng ký tự một nhé. Một cái lệnh nữa, lệnh này là lệnh này nó trả lại đúng hay là sai, nó cho phép kiểm tra xem là cái show này có chứa cái chữ này không, hay có chứa một cái show con không nhé. Bây giờ thầy cho đây vậy, đây là SC nhé. Bây giờ thầy kiểm tra, ví dụ thầy kiểm tra đây là chữ H xong chọn bấm lên kiểm tra này, đây là true, như vậy là đúng, như vậy là S có chứa chữ H thì mới có chữ H đấy nhé. Đó, bây giờ thầy đây thầy bấm lên thầy chọn cái chữ là K chẳng hạn. SC có chào bạn có chứa chữ K không? Không chứa. Bấm lên kiểm tra này, nó là false. À, như vậy là false là sai mà true là đúng. Bây giờ đây có chữ B thì đúng này, B này. Là true nhé, true là đúng. Như vậy là đây là những lệnh quan trọng chúng ta chú ý nhé. Nên lại là đây là lệnh nối hai show này, hoặc là hai biến nhớ lại thành một cái show khác. Đây là cái lệnh mà đây là cái lệnh tính ra cái độ dài của một show ký tự. Độ dài này là tính theo các cái ký tự của nó đúng không, các ký tự. Còn đây là lệnh là lấy ra từng ký tự một, thứ mấy của cái show đã cho. Cái lệnh này ta sẽ học rất là hay, dùng rất nhiều trong trường hợp. Còn đây là một lệnh mới, là lệnh là kiểm tra xem một cái show này, show bên trái nó có chứa show bên phải hay không. Đó, bây giờ thầy tạo ra một cái show mới nhé. Một cái show mới đặt tên nó là str chẳng hạn. Đó, str nhé. Bây giờ sửa thầy nhập vào cái str. Str này thầy nhập vào cái str là cái show là có chữ là ch chẳng hạn. Ch nhé. Đấy, ch nhé. Bây giờ thầy kiểm tra xem cái số S lớn có chứa số str này không nhé. Đấy, đúng rồi này. Thu có, thu là có.
Có chứa. Đấy, như vậy là đây là những cái lệnh cơ bản đối với sâu. Thì chúng ta thử làm một số cái bài tập cho nhỏ nhé. Cho nhỏ nhé. Bây giờ như này. Một số cái bài tập mà nhỏ để kiểm tra xem là để kiểm tra cái khả năng của chúng ta làm việc với sâu nhé. Đây, ví dụ như này nhé. Một cách mà chúng ta bây giờ giả sử thầy muốn là mèo nói câu là xin chào các bạn, nhưng mà không không phải viết hẳn ra. Bây giờ thầy viết là nhé, bây giờ thầy viết cái câu đây là xin chào các bạn này, xin chào các bạn, đúng không? Đấy, thì bình thường chúng ta muốn cho làm mèo là ta chào, người ta viết cái này, ta đưa cái này vào đây và ta gọi cái lệnh này set s ở đây nhé, và chúng ta cho cái lệnh là xin chào các bạn mèo đây, mèo này đây, chúng ta kéo cái s này lên vào đây. Đấy, như vậy là mèo nói câu là xin chào các bạn, nó chạy thử nhé. Đấy, xin chào các bạn, được chưa? Thế bây giờ cái bài tập của chúng ta đầu tiên là bài này, chúng ta muốn cho mèo nó chậm hơn là xin chào từng từ một, từng 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 cái từ một là x y in là c h ào a từ là hiện ra trên màn hình của miệng con mèo. Mèo nó muốn nó từ là nó chậm lại, xin chào các bạn đó, thì chúng ta sẽ cho hiện ra ở con mèo là hiện ra lần lượt từng chữ một chứ không phải là đồng thời như vậy nhá. Thì ta làm như này, đây là một cái mẹo thôi, rất là hay, một tập rất hay là chúng ta cho dòng chữ đang chuyển động trên màn hình đấy. Bây giờ ta làm thử nhé. Bây giờ không phải là say s gì nữa mà chúng ta cho lần lượt đây. Bây giờ thầy mới gán cái st là một sâu thứ hai nhé, và gán nó là một sâu muốn là rỗng ấy, thì chúng ta chỉ phải xóa đi này, thành thành là một sâu rỗng, ta dùng phím delete ta xóa đi. Đấy, thì đây là một cái sâu rỗng nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta cho như sau. Chúng ta lần lượt chúng ta như này, chúng ta cho một cái vòng lặp. Vòng lặp là lặp theo gì? Lặp theo từng cái lặp theo độ dài của SC. Đây này, độ dài của SC nhé. Vậy. Và chúng ta lấy từng cái phần tử của SC ra, đưa nó vào STR, đưa nó vào cái biến này. Đó, chúng ta làm như này nhé. À, bây giờ chúng ta cần dùng cái biến nhớ nữa là cái biến có tên là K. Biến nhớ có tên là K để dùng để là cái biến nhớ để chạy K chạy từ một chuyến len của SC, độ dài của SC nhé. Đây, chúng ta gán đầu tiên, chúng ta gán K bằng 1. K bằng 1 nhé. Rồi. Và chúng ta làm như sau. Chúng ta nối đây, chúng ta dùng cái lệnh là set str str nhé. Chúng ta nối str, nối đây, nối str với cái phần tử thứ k của sc, nối nối str phần tử k của sc, ta đưa vào str đó, được chưa? Và ta mỗi lần như vậy chúng ta cho chạy nói cái là xin chào các bạn, ta thử chạy thử xem như thế nào nhé. Như ta không phải là nói ngay chữ SC ra, là ngay là chào các bạn ra, mà ta là ta đưa vào từng chữ một cho nó chạy dần nhé. Ta chạy thử này. Ồ. Thầy đã chuyển cái K sang 2 hoặc 3 hoặc 4 đâu thầy. À, chưa chưa chuyển đúng không? Bây giờ có lệnh là trên cam banh một đã đúng không? Đây. Đấy, thì thử nhá. Đấy, được chưa? Thấy nó đi từ từ chưa? Bây giờ chúng ta có thể cho nó chậm lại một chút cho nó hay hay nhé. Ta đổi cho cái lệnh wait này. Để cho nó lệnh wait là ví dụ như là 0.1 chẳng hạn. Cho cái lệnh wait nó vào đây này. Đấy. Thì thấy là nó chạy chậm chậm này. Đấy. Đấy, thì như vậy. Đây là chúng ta dùng cái coi như là chúng ta dùng cái mấy cái lệnh liên quan đến sâu, lệnh lệnh length này, rồi cái lệnh là join, rồi lấy từng phần tử một của sâu ra, ta nối nó vào và chúng ta chạy từ từ. Như vậy ta làm một cái bài đầu tiên của hôm nay nhé, là sử dụng khái niệm sâu để chúng ta
lấy ra cái em để chúng ta cho hiện lên từng chữ một nhé. Đây là cái bài đầu tiên của ngày hôm nay nhé. Hôm nay là cái buổi số mấy? Hôm nay là cái buổi số 8, B8, à, gọi đây B1 nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta làm thử bài số 2, đơn giản thôi. Bây giờ như này nhé, bài số 2 là như này. Bây giờ mèo tôi hỏi bạn tên là gì, thì chúng ta thường trả lời dài. Ví dụ tôi là Nguyễn Việt Anh, tôi là Bùi Bình Quang, tôi là Nguyễn Việt Hà. Nhưng mà khi chào ấy, thì người ta chỉ lấy cái tên ra thôi. Chào Hà, chào Bình, chào Quang, chứ không ai chào cả cái tên là Nguyễn Việt Hà cả. Thế bây giờ làm thế nào? Bây giờ như vậy là mèo hỏi chúng ta trả lời bằng đầy đủ họ tên. Nhưng mà mèo chỉ lấy ra cái phần tên thôi, bỏ đi phần họ đệm. Thì làm như nào? Đó, thì chúng ta làm cái bài tập đó nhé. Mèo sẽ hỏi bạn tên là gì? Người dùng sẽ trả lời là đầy đủ là ví dụ như là Nguyễn Quang Vinh nhé. Thì mèo sẽ phải lấy ra cái chữ Vinh thôi và nói là xin chào bạn Vinh. Đó, thì đó là một cái bài tập mà liên quan đến xử lý sâu ký tự nhé. Mình chúng ta làm bài đó nhé. Bây chúng ta lưu cái bài mới này mà chúng ta làm bài đó. Bạn Vũ, các bạn tên là Vũ, chuyên môn là mà muốn điều khiển máy của thầy từ xa. Các bạn đừng làm thế nhé, làm thế là thầy không 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 dạy ở đâu, làm thế là máy thầy bị treo cứng rồi đấy nhé. Đừng cái này máy thầy đang bị treo rồi này. Các bạn nghe thấy gì không? Alo, hình như đang treo cả hay sao nhỉ? Có thầy ơi. Nghe thấy à? Sao máy thầy là cái treo cứng lại là thế nào nhỉ? Thầy di chuyển rồi. Nên nó không di chuyển được cái gì này. Thầy chắc cho phép ai đó dùng rồi thầy. Không, thầy đã từ chối rồi cơ mà. Nè. Ai đang kiểm soát máy thầy thì nhà trả lại cho thầy nhá. Việc thầy đang treo cứng cái này lại rồi này, không làm gì được cái này. Thầy thử chia sẻ màn hình lại đi thầy. Chia sẻ lại nhá, chia sẻ lại đi. Thầy ALT F4 đi thầy ơi. ALT F4. Rồi, thầy chia sẻ lại nhá. Ô, vẫn treo nhỉ. Thầy đóng lại cái Skype nhá. Rồi, bây giờ thử nhé. Đây, bình thường chúng ta làm bài tập như này nhé. Bây giờ đầu tiên là mèo vào hỏi đã. Mèo hỏi này. Mèo hỏi, mèo dùng cái lệnh gì? Mèo dùng cái lệnh là ask này. Lệnh ask vào hỏi chúng ta nhé. Hỏi bạn tên là gì? Bạn đơn giản thôi. Bạn tên là gì? Được chưa? Và chúng ta sẽ trả lời. Trả lời thì chúng bây phần mềm sẽ tạo ra lưu lại một cái biến nhớ nhé. Tại biến nhớ có tên là họ tên đầy đủ như này, họ tên mà sẽ lưu lại vào cái biến nhớ đó nhé. Đấy, mình thấy gán là set họ tên bằng gì? Set họ tên là bằng cái biến nhớ tổng thể là answer đó. Thì như vậy là đây là sau khi mà mèo hỏi chúng ta nhập lại. Đấy, thầy nhập tên thầy là Bùi Việt Hà nhé. Đấy. Enter. Thì máy nó vào cái bên bạc answer và nó trả lời vào cái bên họ tên. Và sau đây là mèo biết họ tên rồi. Nhưng bây giờ mèo cần phải tách ra cái chữ Hà đầu ấy. Đó. Tách ra đầu để mà lấy ra được cái chữ Hà. Thì làm như nào? Mèo sẽ phải chuyển tạo một cái biến K và gì? Và chạy đến cái biến, chạy cái đến cái cuối cùng của cái biến họ tên, xong thầy đi lùi lại cho đến khi gặp một cái tự trống thì dừng lại, hoặc là lùi về hết thì thôi. Mà thầy lấy cái đoạn chữ ra nhé. Thầy làm như này, các bạn cùng làm theo thầy nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm như sao? Chúng ta sẽ đặt cái tạo ra biến nhớ thứ hai tên là K, để là đây là cái biến nhớ dùng để chạy thôi, biến nhớ dùng để chạy nhé. Rồi và sau đây thầy tạo ra biến nhớ nữa có tên là tên.
Cái biên giới này dùng để gán tên, để tạo ra tên. Như vậy bây giờ nhé, thầy đã có mèo, đã có cái biên nhớ là họ tên rồi, chứa đầy đủ tên của người người dùng, và mèo sẽ xử lý trên màn hình máy tính để lấy ra cái tên, và sau đó sẽ nói là xin chào bạn gì đó là theo tên nhé. Được rồi, tức là như sau này, chúng ta cẩn thận nhé. Chúng ta đầu tiên chúng ta gán cái này bằng, chúng ta gán cái tên này là rỗng, là cái biến rỗng, và chúng ta giờ chúng ta cứ chúng ta dùng đặt nhanh nhé, chúng ta bấm phím xóa, delete, xóa xóa, như vậy là thành ra một khi tạo ra một cái sâu rỗng, được chưa? Rồi sau đó như sau này, sau đó thầy sẽ đặt đặt cái biến k là ở vị trí cuối cùng của cái sâu là bằng bao nhiêu, bằng là độ dài của sâu họ tên, dùng cái hàm, tại biết là hàm length nhé, hàm length đó, của cái họ tên này ở đây. Như vậy đặt k vào cái vị trí cuối cùng, và chúng ta sẽ lùi dần, k sẽ lùi dần cho đến khi mà cái phần tử thứ k là rỗng, hoặc là k lùi về là một thì ta dừng lại, lùi về trừ một, về trừ một nhé. Đó, cái là như sau này, chúng ta dùng lệnh gì, chúng ta sẽ dùng cái lệnh là repeat until để chúng ta lùi về nhé. Đây chúng ta dùng lệnh này này, dùng cái control, và chúng ta dùng lệnh là repeat until đây này. Đây cũng lệnh mới nhé, lệnh là lặp lặp cho đến khi chúng ta lặp chúng ta cho k lùi lại, lặp cho đến khi mà cái phần tử, cái chữ k đó, cái tự thứ k của cái họ tên này là bằng rỗng nhé, hoặc là k lùi về một thì ta dừng lại, lùi về nhỏ hơn một thì ta dừng lại nhé. Vậy ta làm như sau này nhé, lùi khi nào, lùi cho đến khi mà, đây cho đến khi mà chúng ta phải làm bài tập cho đến khi mà, hoặc là gì, hoặc là đây chúng ta dùng cái bên này, chúng ta dùng cái hàm hoặc, hàm o này, o nhé, hoặc là cái phần tử thứ k của họ tên là rỗng thì ta dừng lại, hoặc là k nó nhỏ hơn một thì ta cái vì các phần tử của cái sâu ký tự chúng ta đánh số từ một trở đi. Cái lệnh này, cái chúng ta nhớ lại cái hàm, cái lại cái này này, cái hàm này là lấy ra từ một trở đi nhé, từ phần tử đầu tiên của bên trái của một cái sâu là một, số từ 1, 2, 3, 4, 5 cho đến cuối cùng là cái độ dài của cái sâu đó nhé. Đó. Rồi, thế thì lùi cho đến khi nào? Lùi cho đến khi là hoặc, đây, hoặc là K. Chúng ta lấy K ra nhé, lấy K, lấy K ta copy thường xuyên. Đây, lấy K ra đây. Các bạn kiểm tra một tí hay khó một tí đấy. Hoặc là K nhỏ hơn 1 nhé. Đây, hoặc k nhỏ hơn một, đổi hẳn về bên trái, hoặc là gì, dừng lại, hoặc là cái phần tử thứ k của họ tên nhé, của họ tên đây. Phần tử thứ k của họ tên là bằng gì, bằng rỗng, chúng ta phải kéo ra một cái nữa hay khó một chút, chúng ta phải kéo ra một cái dấu bằng nữa đây, bằng, hoặc là phần tử, đây phần tử thứ k của họ tên này rỗng thì ta dừng lại. Đây, đây là ký tự thứ k của họ tên là rỗng, đây phải bằng rỗng mà bằng dấu cách thì đúng hơn, phải rỗng nhé, xin lỗi, đây là dấu cách nhé. Làm như sau này, các bạn bấm vào đây này, các bạn bấm phím delete này và bấm dấu cách, đó, dấu cách nhé, đó thì đây đó là dấu cách chứ không phải là rỗng, dấu cách. Như vậy chúng ta sẽ lùi lại khi nào, lùi lại cho đến khi mà họ là k nhỏ hơn một, hoặc là phần tử thứ k, ký tự thứ k của cái họ tên là bằng dấu cách, tức là bằng ký tự bằng dấu cách đấy. Chỗ này là rỗng khác nhé, ở đây là dấu cách. Rồi chúng ta đưa này lên đây, đó được chưa, và cứ mỗi lần này chúng ta lùi k, tôi lùi k về, chúng ta dùng cái lệnh là change change k by trừ một, để chúng ta cho lệnh change change k trừ một nhá, change k by, ta lùi xuống mà ta đi lùi, ta tăng lên thì ta change k by một, còn lùi ta cho cao trên k ba trừ một lùi, và muốn là lùi như vậy
thì chúng ta bổ sung vào cái vào 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 cái tên. Như vậy ta làm như sau là chúng ta dùng lại là set tên, set tên đúng không, bằng cái gì, bằng nối, nối chúng ta là phải nối, chúng ta là phải nối nhé, nối nối join nên chúng ta dùng con này nối, nối tên, nhưng mà ta nối ở bên trái vì là cái ta lùi lại về mà, cho nên là nối ở đây sẽ là vẫn là tên. Còn cái chỗ này này là nối phần tử thứ ca của đây, là ta nối cái này đó. Như vậy là mỗi lần ta nối phần tử thứ ca của họ tên vào tên, lại đưa ngay vào tên đó, thì ta đưa lên vào đây nhé, mà sau ta lùi ca này về đây đấy. Thì đây là cái lệnh mà đây, thì đây là cái lệnh mà khi mà nó dừng lại đấy, khi mà nó nhắc lại này, khi nó dừng lại thì ta thu được cái tên chính là cái tên của chúng ta. Nhắc lại nhé, chúng ta đặt tên là một cái sâu rỗng ban đầu này nhé, rồi họ tên là cái chúng ta nhập từ bàn phím, rồi chúng ta cho ca chạy từ bên phải, chạy từ độ dài của len ta lùi về bên trái. Thì mỗi lần lùi như vậy chúng ta đặt tên, ta nối cái phần tử thứ ca vào bên trái của cái tên, ta cứ nối vào cho đến khi sao, cho đến khi mà họ là ca nhỏ hơn trừ một thì ta dừng lại, hoặc là khi mà phần tử thứ ca của họ tên là rỗng đó. Thì sau cái lệnh này ấy, thì là tên chính là tên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm dùng cái lệnh là say để chúng ta nói nhé. Đây, xin chào bạn gì đó đúng không, ta vẫn phải dùng lệnh join nữa. Đây, bài này không không khó đâu, như vậy xin chào bạn đây nhé, ta nối hai phần tử lại với nhau, xin chào, à, bạn bạn gì, bạn gì nhỉ, ta nói tên, ta đưa tên vào vì ta cần phải tính, ta cần phải xong lệnh này là ta biết được cái tên mà nhập vào, là nhập vào từ bàn phím, là nhập vào cái họ tên mà ta cần tách cái tên ra là cái tên này đó. Mình chúng ta thử nhá, xem có đúng không nhé. Đây, bạn tên gì, thầy đặt tên là Bùi Việt Hà, enter này. Đấy, xin chào bạn Hà đúng không? Nếu chúng ta không xử lý thì máy trả lời, máy chỉ biết trả lời là xin chào bạn Bùi Việt Hà, dài quá, thưa là người Việt Nam mình là, và tần tách tin là xin chào bạn Hà, làm lại chạy lại nhé. Tên khác đi, là Nguyễn Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hùng, enter. Đấy, xin chào bạn Hùng, được chưa? Đó, như vậy chúng ta, đây là cái bài số 2, là cái bài là xử lý một số ký tự nhập vào họ tên đầy đủ, và chúng ta tách ra cái phần tên, tách ra cái phần tên của người đó, và chúng ta dùng một số những cái lệnh mà ta đã học cho buổi hôm nay nhé. Đây Phần này còn nó còn hơi khó đúng không, hơi khó đúng không, con về nhà xem kỹ lại nhé, xem kỹ lại và sẽ làm những cái bài tương tự nhé, tương tự. Chúng ta sẽ có tập là lấy ra phần họ, lấy ra phần đệm, ví dụ tôi là Nguyễn Việt Hà thì lấy ra là chữ Hà, lấy ra là chữ Việt, và lấy ra là chữ Nguyễn, Nguyễn là họ. Chúng ta có những bài tập là cho trước một họ tên đầy đủ, chúng ta tách ra phần Nguyễn, cách tách ra phần họ, tách ra phần đệm và tách ra phần tên đó. Người đó có bốn cái chữ cái thì là bốn chữ, bốn cái tên thì là bốn bốn cái thành phần, thì cái phần ở giữa là phần họ đệm, ví dụ như là Tôn Thái Nữ gì đó, Tôn Thái Nữ Bình, thì chữ Tôn là họ, Bình là tên, còn Thái Nữ thì là đệm. Đệm ở giữa là cái từ ở giữa, là có thể nó có một chữ hoặc là có hai chữ. Còn người nào mà có hai tên thôi, Phạm Hùng thì là người đó là Phạm là họ, Hùng là tên, còn không có đệm, không có họ đệm, không không có phần đệm nữa. Chúng ta chú ý nhé. Đó. Thầy nói lại bài này được không thầy? Nói lại hả? Vâng Cái làm cái gì đúng không? Vâng ạ. Nhé, cái làm như sau này, chúng ta đầu vào của bài toán là biến họ tên, chúng ta hiểu hiểu không nhé, hiểu rồi gì, họ tên là người ta nhập vào từ bàn phím, và đầu ra là lấy ra cái biến tên để đưa vào đây, tách ra phần tên của cái một một người. Thì cái làm như sau, chúng ta sẽ lấy từ bên 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 phải sang, và chúng ta lấy từng 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 chữ một ta ghép lại cho đến khi mà gặp gặp cái tự rỗng, thì gặp cái tự trống thì ta dừng lại,
hoặc là khi đến tận cùng thì dừng lại nhé. Đó, đây ta cho ca chạy từ kia phần tử bên phải cùng cùng, tức là độ dài length của cái họ tên, mà chúng ta cho ca lùi lại, lùi từ bước một, lùi cho đến khi mà gặp cái tự rỗng, gặp cái tự trống, cái tự dấu cách ấy thì dừng lại. Đấy, vì giữa hai cái tên là giữa hai, giữa phần họ đệm phần tên là có dấu cách mà, cho nên là gặp khi nào mà gặp cái phần tử, gặp cái tự mà dấu cách thì dừng lại. Thì trong lùi đó chúng ta sẽ bổ sung cái ca này vào tên, nhưng bổ sung vào phía bên trái, là vì vì chúng ta xuất phát từ bên phải, vì ca là cuối cùng mà, chúng ta phải bổ sung từ bên trái, không thể bổ sung từ bên phải được. Đấy, chỗ này chúng ta không thể đổi được là roi của tên và cái này, mà ngược lại roi của cái này và tên. Đấy, thế thôi. Mà cho ca lùi lại, thế nào dừng lại thì là thật được thu được cái tên này nhé. Bài này hơi khó một chút đấy. Bài này đối với các bạn chưa quen lập trình nhà chúng ta mới, thì các bạn cứ về nhà các bạn xem kỹ lại cái này đi. Và chúng ta sẽ luyện một vài cái bài tập khác nữa thì chúng ta sẽ thạo thôi nhé. Được chưa? Bài này đối với con hơi khó. Thôi bây giờ thầy sẽ chuyển sang làm số bài tập khác nó dễ hơn bài này một chút nhé. Dễ hơn. Bài này đối với chúng ta là hơi khó. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ chuyển sang cái bài này. Bài này sẽ có đấu. Ok, con hiểu rồi, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Ừ, bài này chúng ta chuyển sang cái bài, bài này chúng ta ghi lại là bài số Cái lệnh này là lệnh gì mẹ? nhá. Lệnh này. Ta ghi lại cái bài này là bài B2, và chúng ta chú ý cái bài B2 là cái bài mà Sau này nè, lệnh sau này nè. là cái bài xử lý số ký tự nhé, đơn giản nhé. Rồi chúng ta sẽ new cái bài mới, và chúng ta sẽ Làm gì ở đây đúng không? bây giờ thầy sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ làm một cái phần mềm đơn giản mà rất hay cho mà xem. Bây giờ như Giờ làm nó hay làm đó. chúng ta cùng nhau làm Giờ làm sao để bỏ bài đây rồi chút nữa làm tiếp là sao? Bỏ đâu. Con lưu đi mai mở ra mà. nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang một cái phần mềm mới nhá. Là như thế này. Là bây giờ thầy sẽ biến cái màn hình của chúng ta thành một cái máy vẽ, một cái máy vẽ. Chúng ta dùng chuột để chúng ta vẽ thì như thế nào? Đấy, thì bây giờ thầy làm cho các bạn xem rất là hay nhé. Bây giờ như này, bây giờ thầy không cần mèo, xóa xóa mèo đi. Rồi. Bây giờ như sau này. Thầy sẽ mà biến chuột thành là vẽ như sau. Bây giờ thầy cứ ấn 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 chuột xuống thì là bắt đầu vẽ, thầy nhả chuột ra thì là nó không vẽ. Được chưa? Thế làm như nào? Đây thì làm như này đây, bây giờ thầy sẽ phải tạo ra một cái phần tử bất kỳ thôi. Thầy dùng lại cái bút nhá. Dùng lại cái bút nhá. Mà chúng ta có thể hỏi thì chỉ có thể ẩn cái bút đi cũng được. Bút nhá. Đây, tạo ra cái bút. Chú bút nó nhỏ lại thôi, không không cần nhá. Chú bút nó nhỏ lại, ví dụ như là 30% thôi. Rồi. Chỗ lại tỏa ra cho nó bé quá đúng không? 50. Rồi, thế này nhá. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho nó, tâm nó vào tâm nó vào đây. Rồi, nhá. Rồi, thầy lập trình này. Bây giờ như này nhá. Thầy lập trình này. Đây, thầy vào cái này lập trình này. Mình lập trình như sau này. Mỗi khi mà thầy ấn nháy chuột, ấn khi nháy chuột thì là tương đương với chuyện là thầy muốn cho vẽ vẽ thì thầy sẽ lúc thầy ra lại là hạ bút, là pen down. Mỗi khi thầy nhả chuột ra thì thầy lại pen up lên. Thì như vậy thầy gọi, bây giờ thầy gọi cái pen vào nhé, pen đây. Và cái làm là như sau nhá. Các bạn chú ý rất rất đơn giản thôi, là như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái lệnh là forever ở đây. Forever có lệnh người ta luôn kiểm soát. Đây, forever. Và máy luôn kiểm tra. Nếu mà pen down, nếu xin lỗi, nếu mà đây, nếu mà vào cảm cảm biến, nếu mà pen nếu mà cảm cảm biến cảm biến. Nếu mà mouse down đây. Nhá.
Đây, nếu mà ta ấn chuột xuống, đây là cái lệnh lệnh là ta ấn ta nháy chuột xuống. Thì sao? Thì chúng ta vào cái pen chúng ta cho là pen down để bắt đầu vẽ. Đó. Còn khi mà không nháy chuột nữa thì chúng ta là pen up. Đó. Thì đây là đoạn lệnh cho vào đây nhá, cho cả cái này vào đây. À, thì đây chính là cái đoạn lệnh để mô tả là chúng ta biến cái bút này thành cái bút vẽ. Chúng ta làm thử nhá. À chưa xong, chưa xong, chưa xong. Chúng ta phải làm này nữa, từ từ các bạn hay nữa nhé. Mình chúng ta làm như này, chúng ta cho đây các bạn chú ý, chúng ta có một lệnh nữa ở đây. Cho song song nhé. Chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ luôn để cái bút này gắn liền với con trỏ chuột. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta cho vòng lệnh là forever nhé. Vẫn là ở trong cái nhóm lệnh là cái sự kiện là click và lá cờ nhé. Và chúng ta cho con bút này nó luôn là go to, luôn là go to mouse pointer đó. Thì lệnh này nó bảo đảm rằng là cái bút này luôn gắn liền với con trỏ chuột đây này. Chúng ta chạy 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 thử nhé. Này đấy, có thấy không, chúng ta di chuyển tới đâu là bút gắn liền tới đó đấy. Chúng ta vẽ thử nhé, bấm chuột này đấy. Khi chúng ta bấm chuột giữa chuột ta kéo đi thì là bút kéo ta thả tay ra này, đấy, hết ra lại hết. Được chưa? Nhưng mà khi mà nháy chuột thì ở đây này, ở đây khi nháy chuột nhé là ta bend down. Còn khi mà ta thả tay ra là bend up. Đây là chính là cái đoạn lệnh. Cho nên này, đoạn lệnh này là mô tả là cái bút cái con chuột là nó vẽ nhé. Và vẽ bằng cái gì? Vẽ bằng cái bút này. Đây là cái lệnh mà giúp chúng ta là cho cái bút để luôn gắn với con trỏ chuột. Đó. Vẽ này, vẽ này, nếu mà chúng ta cho ẩn đi nhé, đây bây giờ chúng ta giả sử chúng ta cho cái bút ẩn đi này thì nó vẫn vẽ được như thường. Để chúng ta cho cái lệnh hai nhé, ẩn này hai ẩn đi thì bút ẩn đi đó và ta vẫn vẽ được. Đấy, các bạn thấy không, ta vẫn vẽ được. Như vậy chúng ta biến con chuột thành cái bút vẽ, thấy không nào? Mặc dù là thực tế là ta dùng cái bút để ta vẽ nhưng mà vì ta ẩn ẩn cái bút đi rồi, ẩn thế này cho nên là ta cảm giác như chúng ta dùng con chuột. Các bạn có cảm giác lập trình không? Chúng ta lập trình là có lập trình cái bút vẽ bằng ta vẽ bút trên trên cái điện thoại di động đấy, cái này chỉ nó dùng chuột thôi, dùng con chuột thôi để vẽ đó. Được chưa? Rồi thì bây giờ thầy làm tiếp nhé. Bây giờ thầy muốn là thầy sẽ chọn được cái màu sắc, được không? Chọn được. Mình sẽ đặt đặt ba màu rồi nhé, là xanh xanh đỏ vàng nhé. Rồi bây giờ là như sau này, bây giờ thầy tạo ra ba cái nút lệnh để làm màu. Đây thầy dùng lệnh này thầy tạo ra ba ba cái nút nhé, nút để nút nút màu đây. Bây giờ thầy dùng dùng cái lệnh này và thầy đặt màu, ví dụ đặt màu đỏ nhé, đây màu đỏ đây. Màu đỏ. Này, thầy tạo ra một cái nút. Được chưa? Đó. Thầy có thể di chuyển nó vào giữa, vào tâm này. Đấy, vào tâm nhé. Đó. Bây giờ chỗ này, sau đó thầy sẽ di chuyển cái này vào góc này. Đấy. Để nút đỏ nhé. Bây giờ nút đến nút đỏ này. Nút này là thầy đặt tên là nút đỏ nhé. Rồi. Đây, bây giờ thầy bấm chuột phải thì đặt cái lệnh là duplicate và nút thứ hai thì đặt nút thứ hai đây là màu xanh nhé. Thì phim màu xanh, chọn màu xanh. Và chọn cái lệnh này là phim cái màu xanh. Đấy, màu xanh. Nút thứ hai là màu xanh nhé. Đây, thứ hai thì để đây nhé. Đấy. Xong bây giờ thì copy thì bút hai thì viết là xanh. Đấy, là sẽ có 3 màu. Chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa tùy ý nhé, thì là 3 màu thì các bạn có thể làm nhiều hơn nữa. Đây. Nút thứ ba là màu vàng. Thì chọn màu vàng. Đấy, màu vàng. Vàng chưa? Đấy, vàng. Rồi vàng nhé. Đặt cái này là vàng. Rồi. Màu vàng thì để đây. Được chưa?
Đó. Thế về như sau nhá. Thì bây giờ thầy làm này. Bây giờ thầy muốn thầy nháy vào nút đỏ này thì là thành màu đỏ. Bút màu đỏ, thầy nháy vào cái này thành màu xanh, cái này thành màu vàng. Thì có làm được không? Hiện nay đang là màu này nhé. Mình làm thì muốn nháy thì làm như nào? Rồi, làm như sau các bạn chú ý nhé. Tôi vào lệnh nút đỏ này. Đây, đây là nút đỏ. Khi mà người sử dụng mà nháy vào nút đỏ là dùng lệnh này, khi mà when this price click, khi người dùng nháy vào nút này thì là sao? Thì ta là sao một theo đỏ là nhỉ? Chúng ta sẽ gửi một thông điệp cho cái bút này, vì chúng ta đã vẽ bằng bút mà. Gửi thông điệp cho cái màu đỏ, cái nhân vật màu đỏ chuyển thông điệp cho cái bút là chuyển màu đỏ thì bút sẽ là đặt màu đỏ. Đây, chúng ta dùng cái lệnh là gửi broadcast, gửi thông điệp. Bấm vào đây, chọn new message và chọn là màu đỏ. Bấm vào đây chọn màu đỏ nhé. Màu đỏ, thấy chưa? Ok. Sao không được nhỉ? Lỗi gì nhỉ? Màu đỏ. Cảm giác có lỗi. Này, màu đỏ đây. Màu đỏ nhé. Không phải sao đâu, không được. Màu đỏ đấy. Rồi. Thì khi mà đây, đây là tôi đang lập trình cho cái màu đỏ nhé. Khi người dùng nháy chuột vào cái nút này thì đã gửi thông điệp màu đỏ vào cái bút này. Khi nhận thông điệp màu đỏ là cái gì? Đây, khi mà nhận thông điệp màu đỏ, đây, thì sẽ đặt chế độ là màu đỏ. Chúng ta vào pen và chúng ta đặt để set pen color. Đó. Chúng ta sẽ chọn cái màu này này. Chính là cái màu này. Chúng ta bấm vào đây. Bấm vào đây. Chọn màu nhé, và chúng ta đưa vào đây. Đó, thì thật lúc tức là đây là thành màu này. Bây chúng ta làm tương tự với cái anh này nhé, với đây là màu xanh nhé. Chúng ta chọn vào cái lệnh là đây, when this price click và gửi thông điệp là màu xanh. Bấm vào đây chọn thông điệp là màu xanh. Màu xanh nhé. Sau này nó không đúng rồi. Sao nó cứ bị lỗi, đóng sổ lại được. Màu xanh đây, nhé, màu xanh nhé. Rồi, và lại vào cái này. Và chúng ta lại chọn cái lệnh là gì? Khi mà nhận thông điệp là màu xanh. Màu xanh. Đó, thì đổi bút thành màu xanh. Bấm vào đây. Đây lệnh đặt màu. Ta có thể chọn màu bên ngoài, bấm vào đây. Ở đây, không chọn đây nữa nhé, mà chọn đây này. Đó, mà ra đây chọn màu xanh. Đấy, như vậy là lệnh thứ hai nhé. Tương tự như vậy với lệnh thứ ba. Chúng ta vào chỗ này và chọn là khi mà tôi nhận thông điệp đây. Thì vào tôi nhấn chuột vào ấy đấy, và tôi chọn tôi gửi thông điệp. Gửi thông điệp. Bấm vào đây và chọn New Message. Và chọn ở đây. Vì gửi chữ màu vàng. Màu vàng nhé. Đấy, màu vàng. Và bây giờ chúng ta vào cái chỗ này và chúng ta sẽ nhận thông điệp để ở đây đi là màu vàng đây, và chọn pen, chọn cái màu, bấm vào đây chọn cái này, chọn màu vàng. Đấy, bị xong rồi đấy, có thấy không nhé? Bây giờ chạy thử nhá. Đây, bấm đỏ này lập tức ra đỏ, thấy không nào? Ra đỏ. Đấy, ra đỏ nhá. Bấm vào cái này ra cái này màu xanh. Bấm vào vàng thì nó ra cái vàng. Đấy, bạn thấy như vậy ta có thể vẽ được nhiều màu không? Ba màu sắc trên cái này nhá. Đó. Và chúng ta đã biến như thành cái bảng màu đấy. Bây giờ chúng ta làm thêm một nút nữa để xóa. Hiện nay chưa chôn nút xóa, bây giờ chúng ta làm nút xóa đi. Bây giờ làm nút xóa như nào? Bây giờ chúng ta chọn ở đây, chúng ta chọn một nút xóa nhá. Chúng ta vào. Bây giờ chúng ta làm như này, chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn cái màu, ví dụ là màu nhá. Bây giờ chúng ta chọn cái như này. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta chọn cái màu. Bây giờ chọn cái màu đỏ chẳng hạn, xóa, dùng từ xóa nhá. Đấy, chúng ta đi vào giữa đây.
Xóa. Được chưa? Rồi đấy nhé, chúng ta đưa lên vào giữa cho nó dễ nhé. Đưa lên vào giữa, đến lên vào giữa cái này. Rồi. Đây nhá, đây là xóa nhá. Bây giờ thầy to quá, thầy nhỏ đi một tí, thầy để được còn lại là 60 thôi. Rồi, thầy để cái xuống dưới này. Xóa, được chưa? Khi người dùng mà nháy vào đây thì là xóa nhá. Đây. Lập trình cho cái ô này nhá. Mẹ của thầy nó không không xuống dưới được nữa là nào nhỉ? Đây ô xóa đây nhé, đây nhé. Thì khi mà người sử dụng mà nháy lên lúc đó, đây, thì ta dùng luôn, ta dùng xóa, mình ta dùng cái lệnh là clear on, erase on chứ, xóa. Đó. Một vấn đề là xóa này, đó. Anh chúng ta có một lệnh mới nhé. Đây này. Nhưng mà chúng ta có công trình mới nhé. Chúng ta phóng to để nhìn làm dễ này. Đây nhé. Bấm con đỏ này. Đâu nhỉ? Đây rồi. Bấm màu đỏ đây nhé. Vẽ màu đỏ. Đây, chúng ta có thể vẽ bất kỳ cái gì đó nhé. Bấm màu xanh này. Vẽ xanh. Được chưa? Bấm màu vàng. Vẽ màu vàng. Được chưa? Và bấm để xóa. Đấy. Thế chưa? Và như vậy các bạn đã có một cái phần mềm, một cái trò chơi, một cái phần mềm ứng dụng đơn giản, và chúng ta tạo ra cho mình là một cái phần mềm trò chơi, và chúng ta có thể vẽ bất cứ cái gì. Mọi người thấy hay không nhỉ? Hay không? Rất là hay đúng không nào? Bây giờ chúng ta ghi cái này lại nhé. Chúng ta ghi cái này lại thành file B3. Bài B3 là bài rất hay, là bài chúng ta đã tạo ra được một cái chương trình rất đơn giản và biến màn hình và chuột của chúng ta thành gì, thành một cái hộp vẽ, một cái hộp đùa bút vẽ nhé. Bây giờ chúng ta có thể hay hơn nữa này, bây giờ thầy thêm cho các bạn thêm một cái lệnh nữa để chúng ta có thể thay đổi cái độ rộng của cái bút nữa. Hiện nay là mặc định rộng của bút là rất là hẹp, bây giờ chúng ta muốn thay đổi to nhỏ ta làm như nào. Đây, chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ để mô tả. Ta tạo cái biến nhớ để mô tả cái độ rộng của bút nhé. Thì ta biết là độ rộng của cái bút đấy được đặt bởi cái lệnh là gì? Là shape pen size. Đây này, lệnh này này. Thì cái độ rộng của bút này được ở trong Scratch nó được quy định là đánh số từ 1 đến 100. 100 thì nó quá lớn nhé. 100 thì nó quá lớn. Còn đây một thông thường nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà thường chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta đặt như sau này, chúng ta tạo một cái biến nhớ. Đây, tạo một cái biến nhớ nhé. Tạo cái biến nhớ nó có tên là độ rộng, độ rộng của bút nhé. Đó. Và chúng ta để ở dưới này, chúng ta bấm chuột phải và chọn lựa chọn là gì, trong lựa chọn hiện nhé, thì đây là thể hiện bình thường là như này nhé, là như này này, thể hiện như này là thể hiện to ra, còn thể hiện như này là thể hiện cho chúng ta là có thể dịch chuyển như là một cái slider, dịch chuyển thay đổi giá trị đó trên cái màn hình đó. Và chúng ta có thể ở đây và chúng ta có thể thay đổi như này đó, thay đổi được chưa. Ở đây chúng ta có thể bấm chuột phải và chọn nữa một cái lệnh là đây này, lệnh đây là cái lệnh là thay đổi cái lựa chọn mà thay đổi cái độ rộng của cái biên nhớ độ rộng, bấm vào đây và cho chúng ta chọn cái min và max của cái độ rộng đó, để chúng ta đặt min là 1, đặt max là thông thường chúng ta đặt 50 là quá lớn rồi, 50 là cái bút 50 là quá lớn rồi. Rồi đây nhá. Rồi. Mặc định của nó là như thế này nhá. Chúng ta vào đây chúng ta đặt mặc định này. Ở đây chúng ta cho đặt mặc định nhá. Đặt mặc định là shape pen size là 1. Ta để ở đây. Mặc định là 1. Được chưa? Bây giờ chạy thử hành trình nhá. Đây là chưa xong. Bây giờ chúng ta phải có một lệnh nữa. Không, xin lỗi, không phải cái này, nhưng xin lỗi không phải cái này. Thầy nhầm.
mà là cái này, mà là cái này chứ. Ta đặt cái này chứ, ta đặt là set kia độ rộng bằng 1 chứ, là mặc định chứ. Được chưa? Rồi, và chúng ta làm như này, chúng ta vào đây, chúng ta đặt thêm một lựa chọn nữa, đây. Nhé. Chúng ta đặt vào trong cái vòng lọc forever. Và chúng ta luôn, luôn đặt là set cái pen size này, là cái độ rộng của bút này, bằng cái gì? Bằng độ rộng này. Chúng ta vào độ rộng, chúng ta vào đây, chúng ta kéo cái độ rộng này ra này. Đó. Đấy thì, tức là chúng ta luôn luôn đặt cái độ rộng, cái nét bút là bằng cái bên nhớ độ rộng này. Đấy. Chạy thử nhá. Đấy, bây giờ ta là một rồi này. Đó. Thì ta vẽ này. Đấy, đặt màu đỏ này, vẽ này. Bây giờ ta tăng rộng lên nhá. Đấy, 7 này. Đấy, ta thấy ta vẽ khác đấy chưa nào. 7 nhá. Bây giờ tăng lên là 22, 25 nhé. Đấy, đấy. To ra chưa? Đấy, bây giờ ta nhỏ lại này. 12 này. Đấy. Bạn thấy không? Vì sao như vậy? Vì ta đặt cái này này. Luôn, ta luôn đặt đây là forever nhé. Mãi mãi nhé. Luôn đặt cái độ rộng của bút là bằng cái biến nhớ độ rộng là ở đây. Đó. Chúng ta tăng lên là 50 này. Ủa 50 to như này này. Đấy, 50 chúng ta vẽ thoải mái chưa? Đấy. Đỏ này. Đấy, đỏ nhé. Đấy, xóa này. Lại từ đầu nhé. Xanh này. Đấy, ta để lại nhỏ lại nhé. Đấy. Thấy không nào? Đấy, thì chúng ta có một cái phần mềm rất đẹp, có giống trò chơi, một cái chương trình rất là hay nhé. Xóa. Đó, ta ghi lại cái bài này là bài là B4 nhé, một bài rất quan trọng đấy. Các bạn thấy không nào? Đấy, bình thường cái bài tập cái phần mềm này, nếu mà các bạn các anh lớn thôi mà lập trình bằng Pascal hay lập trình bằng C thì còn lâu mới lập trình được cái bài này. Là còn lâu được mới làm một cái bài là tạo ra một cái phần mềm tập vẽ ngay trên màn hình. Đấy, để chúng ta Pascal thì nó phải dùng kiểu sao? Chữ với cả C cộng ngôn ngữ giống C cộng cộng JavaScript. Chúng ta dùng phần mềm, chúng ta lục lập trình Scratch, chúng ta có thể học trong vài buổi thôi, chúng ta có thể làm ra được phần mềm mà các anh chị lớn là cũng không làm nổi. Đấy. Đấy, cho các cháu biết thế nhé. Đấy, chúng ta chú đây là phần mềm, đây là cái phần mềm là vẽ, làm cái bảng vẽ ở trên màn hình. Cái phần mềm này là cái lớn rất là khó mà làm, mà chúng ta làm ngon lành chưa đó. Chúng ta vẽ cái gì cũng được, thoải mái nhé. Con đang học JavaScript. À đấy nhé. Rồi, như vậy chúng ta vừa mới xong được cái bài tập này rất là hay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ, các bạn có hiểu chưa nhé? Và cái bài này các bạn có thể mở rộng ra, có thể làm nhiều thứ nữa chứ không phải ta có thể mở rộng ra, ta sau này ta làm sao làm sao ta có thể mở rộng thêm cái bảng màu, không phải chỉ ba màu, và có thể ta thêm màu nữa, thêm màu tím, thêm màu đen, được chưa? Đó. Thì đây là một cái bài tập rất là hay, mặc dù rất đơn giản, tức là với học sinh tiểu học mà học từ đầu Scratch thì sau một vài, hôm nay là buổi thứ 8 đúng không? Buổi thứ 8 thì đến buổi thứ 8 là chúng ta đã có thể làm được một phần mềm rất đặc sắc như này rồi nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm sao một cái bài tập tiếp theo nhé. Bài tập theo là cũng hay nữa, cũng rất là hay luôn để chúng ta hình dung là chúng ta có thể làm được nhiều thứ nữa ở trong cái phần mềm này nhé. Vì chúng ta new đi, chúng ta new một cái rồi. Cái bài tập này là cái bài tập này rất đơn giản thôi nhưng mà nó rất là hay nhá. Đây. Bây giờ như nào nhá. Thầy tạm gọi nó là ảo thuật nhá. Đây. Bây giờ như này, thầy tạo ra một nhân vật nữa. Con chó đi. Ví dụ nhá. Chó. Như vậy đây là chó, đây là mèo nhá. Bây giờ như này, thầy muốn là thầy khi chuột di chuyển chuột vào mèo thì mèo nó biến thành chó, di chuyển chuột vào chó cho biến thành mèo, làm được không? Rất đơn giản. Chúng ta dùng cái lệnh cảm biến là va chạm, khi mà mèo va chạm vào chuột thì mèo biến thành chó, khi chuột va chạm vào chó thành biến thành mèo. Đây, vì chúng ta làm như này nhé, một con chó gọi là ảo thuật.
Chúng ta sẽ vào con mèo và chúng ta sẽ xóa hình con mèo thứ hai này đi. Đấy. Và chúng ta thay hình thứ hai này bằng hình con chó. Bấm vào đây và chọn hình con chó. Chúng ta vào đây. Chúng ta chọn hình con chó. Đây là cái ví dụ đấy nhá. Đây là ví dụ. Đây con chó này nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta vào con chó. Chúng ta xóa ba hình này đi và chúng ta sẽ chọn hình thứ hai là mèo, là mèo. Đây mèo. Được chưa? Đấy. Và bây giờ chúng ta làm ảo thuật như sau, ảo thuật như sau. Ban đầu thì là gốc của nó, bây giờ tôi vào đây, tôi bấm đây thấy hình con chó rồi nhé. Con vật này này. Con vật này thì chính là nó phải là mèo. Đấy. Con vật này này thì nó phải là chó. Nhưng mà đây là ban đầu nhé. Đây, con này là con mèo này, chúng ta mèo. Mèo nhé. Con này là con chó nhé. Chó. Rồi, thì bây giờ chúng ta lập trình đi nhé. Thì bắt đầu chương trình thì mèo kêu meo meo và mèo kêu tôi là mèo ở đây. Chó kêu là gâu gâu, tôi là chó đây. Bây giờ làm lập trình thế nhá. Mình lập trình cho nó vui vẻ, cho nó vui vẻ. Ta làm mèo trước nhé, mèo đây. Thì bắt đầu chương trình này. Đấy. Thì mèo bắt đầu vào chơi thì cho mèo kêu meo meo luôn. Ta kêu meo meo nhá. Và mèo sẽ viết nói một câu là tôi là mèo đây. Đây. Lúc này tôi là mèo đây. Nó trong 2 giây là xong nhé. Tôi là mèo. Tôi là mèo đây, được chưa? Rồi. Bây giờ tương tự đối với chó. Chó nhé, khi chúng ta bắt đầu chương trình. Bắt đầu chương trình thì chó kêu go go. Đấy, và nói tôi là chó đây trong 2 giây. Tôi là chó đây. Nhé. Đó. Và bây giờ chúng ta làm ảo thuật này. Đầu tiên chúng ta phải có một lệnh nữa là như này. Khi mà mèo nhé. Khi mèo này. Mèo nhé. Thì khi ban đầu thì mèo sẽ phải chuyển custom về 1. Về 1. Một tức là con gốc của mèo đấy. Còn chó cũng vậy. Chó là khi chạy thì phải chuyển custom về. Về A nhé. Về 1 đấy đúng không? Rồi. Thế bây giờ như sau này. Khi mà mèo mà va chạm phải với chuột thì như thế nào? Đấy nhá. Đây. Thì chúng ta làm cái lệnh này nhá. Khi mà chúng ta đưa chuột lên chạm vào mèo thì mèo nó sẽ biến thành chó. Khi đưa chuột lên chạm vào chó thì chó biến thành mèo. Nên giờ chúng ta sẽ làm lệnh đó nhé. Dùng lệnh gì nhỉ? Dùng cái lệnh ta đưa sang cái dùng cái lệnh nào để ta mô tả cái chuyện là va chạm đúng không? Đây. Thôi ta đưa vào lệnh này thôi. Ta đưa vào cái lệnh nhà. Đây, cho vào nhé. Forever đây nhé. Là nếu mà mèo, ta làm gì cho chó à? Ta làm gì cho chó đây đúng không? Thôi ta làm cho mèo trước đi. Cho mèo trước nhé. Đây. Mèo đây nhé. Nếu mà mèo mà chạm vào chó đây, ta dùng cái lệnh sensing là touching. Đây. Nếu mèo mà va chạm phải với chuột, với mouse pointer, đây nhé, đó thì sao? Thì mèo sẽ kêu meo meo và mèo sẽ chuyển custom về số 2, về dog 2. Đó. Đây lệnh này nhé. Tương tự như vậy với chó. Đây. Khi mà chó mà chạm phải với mèo chạm phải vào với chuột chứ, khi chó chạm vào với chuột đó, thì chó kêu gâu mà kêu gâu gâu, chó kêu gâu gâu và chó sẽ chuyển trang phục lệnh nào đó nhỉ, lúc nhé, đây chuyển trang phục về số 2 là kép A này, đấy, được chưa? Đây là cái này nó sẽ lặp lại mãi nhỉ, không hay lắm đúng không? Để ta chạy thử nó kêu.
thì ta bỏ cái này đi, không để nó kêu nhìn nó kêu nhiều quá không hay nhé. Rồi chị thử lại này, lại những ban đầu như này nhé. Tôi là mèo đây, bấm lên này, đấy mình là chó này, bấm lên thành mèo này nhé, được chưa? Đấy, như vậy bài này là cái bài đơn giản, là khi đầu tiên là ảo thuật nhé, đầu tiên là mèo và chó là như vậy nhé, mèo chó là như vậy nhé. Khi ta chạm phải chó thì chó là chạm phải mèo thì mèo thành chó, chạm chó thành mèo, được chưa? Rồi ta cứ ta ghi cái bài này thành bài số ta ghi cái bài này thành bài số B5 đi, B5 nhé. Bài này con thấy là nó có nhược điểm gì không? Tức là khi mà nó đã bị mèo thành chó rồi, nhưng mà sau đó thì chó không thể lật lại thành mèo được nữa. Đây này, đó. Chó thành mèo thì mèo không thể thành chó được nữa, mà ngược lại, mèo thành chó thì không thể thành quay lại thành mèo được nữa. Thì làm thế nào để chúng ta có thể cứ đưa chuột lên thì đưa chuột lần đầu tiên thì mèo thành chó, đưa chuột lần thứ hai thì chó lại thành mèo, thì làm thế nào bây giờ, có khó không? Đó thì cái bài đó là bài chúng ta muốn thay đổi một chút thôi thì nó trở thành cái bài rất là khó đấy, theo thầy là bài rất khó nhé. Thì bài này là cái bài nếu ra thì làm một lần thôi thì nó dễ. Đây dùng thầy đang làm một chương trình màn hình của thầy, đây là làm một lần thôi, thầy như thế này nhé. Chúng ta đưa chuột lên con mèo, để ta đang ở mèo đây mà, đang ở mèo đây, đưa chuột lên gặp mèo thì mèo nó biến thành chó thì thầy dễ. Nhưng bây giờ chúng ta đưa chuột ra, chúng ta đưa lại để mèo nó thành chó thì lại là rất là khó. Và cứ như vậy, ta đưa chuột vào lên thì nó thành chó, bỏ chuột ra sau đưa lại lại thành ấy. Chúng ta phải, thì bài tập đó là bài tập khó hơn nhé. Bài này muốn làm được chúng ta phải có học, phải học thêm một chút, chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải suy nghĩ sâu hơn một chút, dùng các biên nhớ khác nhau thì ta mới làm được nhé. Cũng không dễ dàng lắm đâu, nhưng mà giờ không được thầy sẽ để xem thầy có đủ sức để nói cho con hiểu chỗ này không nhá. Khi chúng ta đưa chuột lên gặp con mèo lần đầu nhé, thì mèo sẽ biến thành chó. Sau đó làm thế nào để mà ta dừng lại cái đó? Đấy, bài tập của chúng ta nó lại khó chỗ đấy nhé. Làm thế nào để ta, nếu chúng ta xử lý cái chỗ này, nếu mà chúng ta click chuột lên thì dễ hơn. Nhưng mà đây là không phải click chuột lên, mà đây lại là đưa chuột lên, va chạm vào chuột thì khó rất là nhiều lần. Nếu mà click chuột thì nó thành chó, click lên lần thứ hai nó thành mèo thì dễ hơn. Có thể làm lại bài đó chứ. Bây giờ thầy dừng lại nhé. Vì thầy sửa lại và thầy như sau. Sửa lại là không phải là đưa chuột lên, không phải là thắt chinh nữa nhé. Cái bài mà đưa chuột lên để mà đưa chuột vào thì thành chó, đưa lần thứ hai thì thành mèo, thì bài tập đó rất là khó. Cũng lại xong buổi hôm sau thì thầy sẽ sửa cho các bạn. Còn bây giờ thầy sửa vào này thành cái bài số B6 dễ hơn nhé, là thay cái chuyện là đưa chuột lên là ta dùng là click chuột thì dễ rất là nhiều lần, được chưa? Click chuột lần đầu thì mèo thành chó, click chuột lần hai thì chó lại thành mèo. Đó, thì làm được không? Thì làm được. Thì ta làm sẽ rất đơn giản thôi nhé. Đây, chúng ta làm như này. Đây, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta lấy cái rồi, chúng ta làm như sau. Khi mà người dùng mà click chuột lên con mèo thì mèo thành chó, click lần thứ hai thì chó thành mèo. Ta làm như nào? Chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng cái lệnh là next custom thôi. Thì rất đơn giản, đúng không ạ? Thì nó không khó. Đây này, click chuột này. Đó, rất đơn giản nhé. Nhưng mà thắt chinh thì khó nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta làm sửa cho bài số 2. Bài số 2 chúng ta bỏ cái này đi, bỏ cái này đi và chúng ta sửa như sau. Đấy, khi ta dùng click chuột lên thì ta dùng, nó dùng cái lệnh là next custom là xong. Đó, được chưa? Như vậy bài này là bài dễ hơn. Đó, click này. Đó, như vậy là click chuột để đổi ảo thuật bằng click chuột thì rất đơn giản, được chưa? Click chuột đơn giản. Nhưng mà đưa chuột lên thì lại khó nhiều. Và chúng ta
Bài này chúng ta ghi lại với cái bài là bài số B6, được chưa? B6. Còn cái việc di chuyển chuột lên thì có lẽ là thầy đang nghĩ sao thầy có nên dạy các con luôn không hay để đến buổi sau nhá. Để buổi sau đi. Bây giờ thầy muốn nói cho con một cái bài tập khác. Một cái bài toán khác hay hơn, cũng rất là hay. Hay hơn nhá. Bây giờ như thế này. Bây giờ thầy cho bài toán như này nhá. Tập new bài toán đi. Đây là một cái trò chơi. Con mô tả trò chơi, con có thể dùng trò chơi này cho con có thể dạy cho dùng thành cái bài tập kiểm tra, cái bài tập của nhà kiến thức hoặc là cái bài trò chơi cho trẻ con rất là hay. Là tập thao tác là kéo thả chuột. Nhá, đây. Con biết là kéo thả chuột không? Dê chuột tức là bấm 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 chuột trái và giữ nguyên và kéo thả chuột. Đó. Nhá, mình chúng ta làm như này, bây giờ chúng ta có con mèo ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm ra một vài cái nữa nhá. Ví dụ như là ta cho vào đây là nải chuối để ở đây. Rồi, chúng ta sẽ vào đây chúng ta chọn một vài cái con, ví dụ ta chọn là con thì tìm con cá ở đâu nhỉ? Cá là vần gì, là cá là vần gì, vần F, fish, cá đúng không? Cá nhá. Rồi thầy tìm một cái nữa. Đây. Nhá, đây. Bây giờ như này nhá. Mèo không ăn chuối, mèo không ăn cam, nhưng mèo chỉ ăn cá thôi nhá. Bây giờ là bài tập như sau này. Bài tập là như này, bây giờ thầy sẽ bài tập là cái phần mềm là bây giờ thầy sẽ phải kéo thả con mèo vào đây dùng phần mềm nhé, chứ không phải là ta trên màn hình đang chạy phần mềm. Thầy kéo thả vào đây. Đấy. Nếu kéo thả vào quả chuối thì mèo kêu no no, xong mèo quay trở lại chỗ cũ. Kéo thả vào đây mèo kêu là no no, mèo sẽ quay trở lại đây. Nên ta cứ thả vào cá thì mèo sẽ kêu là meo meo, ngon quá, mèo ăn cá và cá sẽ mất đi nhá. Vậy bài toán này là ta kéo thả và tập phần mềm có tên là mèo ăn gì. Được chưa? Như vậy tập cho trẻ con là tập vừa động tác là kéo thả nhân vật trên màn hình, vừa động tác là hiểu biết của trẻ con hơn. Ta làm bài toán là hiểu biết thêm các động vật nhé, là con vật này ăn cái gì đúng không? Ví dụ là mèo chỉ ăn cá thôi, con khỉ chỉ ăn chuối thôi đúng không? Con voi thì ăn quả cam như thế. Đó, thì chúng ta làm bài tập này nhé. Bài tập này tương đối khó đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi, bài tập này có tên là mèo ăn gì? Chúng ta sẽ phải kéo thả con mèo này đến vị trí quả chuối hay là quả cam hay con cá, được chưa? Nếu đến quả cam thì mèo kêu nông, khi ta thả chuột ra thì mèo kêu nông nông, mèo quay trở lại. Khi chúng ta kéo thả vào quả cam, mèo kêu nông nông, mèo quay trở lại. Khi chúng ta kéo thả vào con cá thì mèo kêu go go nhá. Được rồi, mèo mới kêu là meo meo. Rồi chúng ta làm thử nhé. Thì đầu tiên chúng ta phải lập trình cho con mèo là chính. Bây giờ mèo làm sao khi chúng ta mà nháy chuột lên con mèo ấy và kéo thả ấy, thì như thế nào? Đây, bây giờ các bạn mới biết cái thuật lập trình như này nhé. Đây. Đây vị trí ban đầu của nó ở đây nhé. Ban đầu đây. Thì thầy đặt vị trí ở trong cái lệnh này là đây là vị trí ban đầu của nó này. Vị trí đầu tiên đây là -130 và đây là 3 nhé. Thầy cho nó chuyển đến. Đây. Đây là cái xác lệnh là cái vị trí ban đầu của mèo luôn ở đây rồi nhé. Vì mèo ta chuyển động mà. Ta để ở đây nhé. Rồi. Để con chú ý này, khi chúng ta mà kéo thả như sau này thì đầu tiên mèo xác nhận là ta phải nháy chuột lên mèo đã, như vậy ta phải dùng lệnh này, ta phải dùng cái sự kiện này. Khi người dùng mà nháy chuột lên mèo đó thì mèo sẽ làm gì đó. Thì mèo làm như sau nhé. Khi mà nháy chuột thì mèo sẽ hiểu là gì? Mèo sẽ hiểu là chúng ta đang ấn giữ chuột và kéo thả chuột. Và như vậy mèo sẽ lập tức gắn liền với con trỏ chuột cho đến khi mà ta thả tay ra. Ta làm như sau. Chúng ta dùng cái lệnh là gì? Khi mà người dùng mà nháy chuột lên, đúng không? Thì ta dùng cái lệnh là gì? Là repeat until.
Đấy. Đấy, bản thiên này là cái gì? Ta sẽ cho mèo lặp liên tục cái lệnh gì? Là cái lệnh là go to mouse pointer đây này. Lệnh này lệnh cho phép là mèo gắn liền với con giỏ chuột và kéo thả đấy. Cho đến khi gì? Cho đến khi mà người dùng nhả chuột ra. Cho đến khi nào? Cho đến khi mà như này. Cho đến khi mà không có mouse down nữa. Phủ định của mouse down. Dùng cái gì? Ta vào open. Bằng không. Vào là dùng lệnh là not. Cho đến khi mà not mouse down. Như này. Đấy nhá. Đó. Như vậy là gì? Khi người... Đây là cái chỗ mà ta chú ý nhá. Đây. Như này. Được chưa? Mèo sẽ khi mà ta kéo thả này thì mèo sẽ gắn như này. Trong quá trình mà ta nhấn chuột vào đây nhé, nhấn chuột vào mèo này thì mèo sẽ lập tức là go to mouse pointer, lập tức là mèo sẽ gắn chặt với con giỏ chuột cho đến khi nào mà chúng ta nhả chuột ra. Đó, ta chạy thử ta biết ngay nhé. Chạy thử các bạn chú ý là cái lệnh mà kéo thả như vào trên màn hình ấy chỉ có tác dụng khi chúng ta phóng to màn hình lên, còn để nhỏ ta không ăn, không ăn nhé. Phóng to mới ăn. Rồi ta làm thử này, kéo thả này. Đấy, kéo thả. Bây giờ thầy muốn làm cái lệnh như sau này. Khi mà thả chuột ra ấy, khi mà thả cái chuột ra thì mèo sẽ kiểm tra nhé. Mèo sẽ kiểm tra. Nếu mà mèo mà va chạm vào với cá thì là đúng. Còn lại thì mèo sẽ phải trở về chỗ cũ. Đây. Đây ta kiểm tra ngay này, ở đây nhé. Ngay khi mà đây là cái lệnh mà khi mèo thoát ra khỏi con giỏ chuột, con giỏ chuột màn hình đấy. Khi mà chúng ta dừng cho thả chuột, ta kiểm tra luôn. Kiểm tra luôn. Nếu đây, nếu này, nếu mèo mà va chạm vào với cá, nếu mèo mà thắt chinh cá. Đấy. Nếu mèo mà thắt chinh fish. Đó, thì mèo sẽ kêu go go. Mèo à, mèo xin lỗi, mèo kêu meo meo. Đấy. Và mèo sẽ kêu là ngon quá, người ta làm thử một lệnh nhé, gọi là cái mèo kêu ngon quá là ăn ăn là ăn cá mà. Mèo kêu ngon quá. Được chưa? Rồi. Và chúng ta sẽ điều khiển sau cho con cá nó ẩn đi nhé. Ta chạy thử xem đúng chứ nhé. Đây này, bắt đầu hành trình nhé. Mèo ở đây này, ta kéo thả này, thả ra này. Đấy, ngoan quá chưa? À, nhưng mà ta lập trình một phần rồi đấy, bây giờ chúng ta lập trình lại này nhé. Đây này, nếu mà va chạm phải cá thì như này, còn không va chạm phải cá thì sao? À, chúng ta phải làm lại đây này, chúng ta phải dùng lệnh này. Chúng ta phải dùng cái lệnh là if then else. Đó, chúng ta kéo này vào đây nhé, sửa lại cái này. Nếu mà thất trình, nếu mà chạm vào cá thì kêu meo meo nhé và ăn cá. Còn nếu không thì sao? Đây này. Còn nếu không chạm vào cá, chạm vào có thể chạm vào chuối hoặc là cam thì mèo kêu nâu nâu và mèo sẽ lùi trở lại về chỗ cũ ban đầu. Thì làm về cũ như nào nhỉ? Đây thì mèo sẽ kêu nâu nâu. Chúng ta sẽ phải dùng ghi âm thanh vào đây. Ta ghi thêm một âm thanh vào đây nhé. Sao này. Chúng ta ghi thêm một âm thanh nữa cho đơn giản thôi. Đây. Nâu nâu. Đấy, xong. Được lệnh nâu nâu rồi nhé. Nâu nâu. Đây. Rồi. Như vậy là khi mà đây này, khi mèo không va chạm vào cá thì mèo sẽ kêu no no. Chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta kéo cái này mà gọi lệnh là no no no. Đấy. No no nhé. Và bây giờ mèo sẽ phải quay về vị trí cũ. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Đây, thì chúng ta dùng cái lệnh go to này. Chúng ta dùng cái lệnh là gì? Chúng ta dùng cái lệnh là slide to. Và slide cho một glide 1 giây về vị trí này, về vị trí là -130, -1 gốc ban đầu của nó đấy. Còn đây là số 3. Đấy, số 3. Đấy, được chưa? Đấy, ta được đoạn chương trình là bắt đầu nhé. Ta chạy thử này. Được phần đầu của chương trình rồi. Bắt đầu chương trình nhá. Đây. Kéo thả này. No, no. Đấy, kéo sai đấy. Đây. Đây. No, no. Kéo điệu no, no. No. Kéo vào đây nhá. Đấy, ngon quá. Được chưa? Như vậy là, đây là cái bài tập đơn giản. Có hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ lập trình nốt cho chuyện này nhé. Lập trình nốt cho chuyện nếu mèo mà ăn được vào với cá nhé thì sau 2 giây thì cá sẽ biến mất. Chúng ta sẽ lại ghi nhỉ. Đây, khi mèo ăn say ngon quá này
sau 2 giây thì cá biến mất, thì cái đó mèo sẽ gửi thông điệp cho cá để cá biến mất. Mèo sẽ gửi một thông điệp như sau, mèo gửi một thông điệp đây, mèo gửi một thông điệp là ăn xong rồi đây, gửi thông điệp là ăn xong nhé, bấm vào đây. Ăn xong. Ăn xong thì cá mất đi mà. Này. Mình vào đây. Đấy. Sau khi mà ở trên này chứ. Đó. Nhé. Nếu gặp bà cá thì mèo sẽ kêu meo meo này. Nhá. Kêu meo này và nói ngon quá trong 2 giây. Sau 2 giây thì mèo làm sao? Mèo gửi thông điệp là ăn xong, để làm gì? Để cá ẩn đi, để báo cá nhé. Đây. Khi bắt đầu chơi thì cá sẽ hiện ra. Đây, dùng cái lệnh là show nhé. Còn khi mà nhận thông điệp là ăn xong, đây ăn xong, thì mèo thì cá sẽ gì? Cá sẽ ẩn đi. Đấy, một chương trình rất đơn giản, chúng ta chạy thử nhé. Phóng to lên này, đây là cái chương trình đơn giản có tên là mèo ăn gì. Bấm vào đây. Rồi, kéo thả này. No, no. Đấy. No, no. Đấy. No, no. Kéo vào đây. Trong 2 giây sau thì cá ẩn đi. Như vậy là xong, chiến thắng. Được chưa? Con đã hiểu chưa? Và đây là cái phần, một cái phần mềm đơn giản. Nhưng mà hôm nay học sâu hơn rồi đấy. Tức là học được cái lệnh mà có thể kéo thả các nhân vật trên màn hình. Các bạn có bây giờ là trong các cái bài tập kiểm tra đấy, bài tập kiểm tra có bài tập là trắc nghiệm này, bài tập là điền khuyết, ta có thể kéo thở cái vật này vào vật kia, thì đây chính là cái mô hình mà các bạn có thể làm cái bài tập là kéo thả nhé. Thế đây bài tập này là bài tập là mèo ăn gì thôi, còn chúng ta có thể mở rộng ra là em bé ăn gì, đúng không? Hoặc có thể là mèo ăn gì, chó ăn gì, chúng ta có thể mô tả bên này là vừa chó vừa mèo vừa ngựa chẳng hạn. Bên này là chó, mèo và khỉ. Bên này là nải chuối. Bên này là con cá. Bên này là khúc xương. Thì chó phải ăn xương, khỉ phải ăn chuối và mèo ăn cá. Và chúng ta cho các con vật là kéo thả sang nhau. Kéo mèo sang cá, kéo chó sang khúc xương, và kéo khỉ sang chuối. Khi kéo thả xong rồi thì là xong chương trình. Còn kéo thả sai thì nó kêu là ôi ôi và nó quay trở lại. Nhá. Rồi. Đây là bài tập tiếp theo rất quan trọng, chúng ta lưu lại bài tập này để chúng ta nhớ cách làm và có các bài tập tương tự để chúng ta làm theo. Con đã hiểu chưa nhá? Xem kỹ lại cho thầy cái lệnh này. Xem kỹ lại cho thầy cái lệnh này nhé. Đây. Khi mà nhận được cái sự kiện là người dùng nháy chuột thì lập tức là go to mouse pointer, go to tức là gắn liền với con chuột cho đến khi mà not mouse down, cho đến khi mà người dùng nhấc chuột lên, thả nhấc tay lên khỏi chuột và kiểm tra luôn nhé. Nếu chạm vào cá thì là thắng, thì là xong và chúng ta gửi thông điệp đây rồi, kêu meo meo và ngon quá và gửi thông điệp ăn xong. Còn nếu không thì kêu ôi ôi, kêu đâu đâu và quay trở về vị trí ban đầu đây. Thế đây chính là vị trí ban đầu đây. Nhá, chúng ta chú ý nhá. Đó là cái bài tập mà chúng ta vừa làm xong. Con có hiểu gì không? Nhá. Đây, hôm nay chúng ta làm một số cái bài tập mà tiếp theo đây nhá. Đây nữa, bây giờ đây là thật ra đây chúng ta có thể làm những bài tập khó hơn nữa. Đây mình sẽ làm thử bài tập này nhé. Cái bài tập này là cái bài tập mà cũng là kéo thả, nhưng mà luyện học sinh là các con là luyện kéo thả thật chính xác thì làm thế nào. Đây bây giờ bài tập như sau, vì thầy cũng thoát ra và thầy lưu một cái bài mới nhé. Bài tập này là cũng là luyện thao tác kéo thả, nhưng mà thầy muốn luyện tập ở đây sao cho chúng ta dùng được những cái lệnh khó hơn nữa nhá. Đây. Bây giờ chúng ta không dùng thế nào nhỉ?
Bây giờ chúng ta bây giờ thầy muốn là như này, thầy muốn là kéo thả con mèo này vào đâu? Bây giờ thầy tạo ra một cái mới, vị trí mới, và vẽ một cái điểm, vẽ một cái điểm nhỏ trên màn hình đây. Đây nhé, thầy tạo ra một cái điểm nhỏ trên màn hình đây, đúng rồi, đúng không, cứ tâm mình nhé. Nhỏ. Level 1 đấy, yêu họ nhá. Cái điểm này ta để, thầy để ở đây này đó. Và bây giờ cần kéo thả mèo vào chính giữa cái này, vào chính giữa luôn, nó không có là không thể lệch được chính giữa đây, nó hơi khó một tí. Và cái điều kiện để kéo ở đây được ấy là cái khoảng cách giữa mèo và con này nó phải thật bé thì mới đúng, còn để xa hơn là không được. Rồi thì làm lại bài tập đó nhá. Bài tập là gì? Là di chuyển mèo chính xác vào cái vào cái điểm kia nhá, vào cái điểm là hình như này. Đây là thầy đặt tên là kia là gọi là đích nhá, gọi là bia đích nhá, bia đấy, bia đích. Bia đích là gì? Cái đích thôi. Bia đích là cái nơi mà mèo cần phải phải chuyển vào đúng không? Hay là thôi là hình tròn đấy, hình tròn đơn giản. Được chưa? Cần phải kéo vào chính xác hình tròn, không được ra xa nhá. Thì làm như sau này, chúng ta chú ý nhá, thì chúng ta làm vẫn bằng như vậy thôi nhá. Bắt đầu mèo ở đây nhá, bắt đầu mèo ở đây là -160 và đây là 0. Chúng ta cho mèo nhá. Đầu tiên mèo ở đây. Mèo go to đến ban đầu là chú ý như thế này, ta nhớ như thế này. Để nhớ. Rồi. Tiếp theo này, chúng ta dùng cái sự kiện là khi người dùng nháy chuột lên con mèo thì sao? Lập tức ta nhớ lại lệnh rồi nhá, lệnh là ta dùng lệnh là repeat until. Đây. Mèo lập tức sẽ bám vào con chuột chuột đây, lệnh này là go to mouse, mèo sẽ bám con chuột cho đến khi gì? Cho đến khi mà người dùng nhả chuột ra. Dùng cái operator chọn cái not nhá, not đây. Khi người dùng not mouse down. Đó. Đây. Đây đoạn chương trình là khi ta kéo thả trên màn hình thì con mèo gắn liền với chuột, ta nhả ra thì mèo cũng đồng thời nhả ra ở đây. Và khi đó chúng ta kiểm tra cái gì? Ta kiểm tra như sau này. Bây giờ ta không phải là chạm vào đây mà ta muốn kéo thả chính xác vào đây thì chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng cái khoảng cách này, chúng ta dùng lệnh mới nhé, là khoảng cách này là dùng cái lệnh distance này. Khoảng cách từ khoảng cách đến cái hình tròn, khoảng cách từ tâm của mèo là đây này, tâm của mèo đến hình tròn là rất là gần. Dùng lệnh gì? Ta dùng cái lệnh là nếu. Này, nếu dùng vào này, ta dùng lệnh nhỏ hơn này, nhỏ hơn nhé. Đó. Nếu mà cái khoảng cách đến hình tròn mà nhỏ hơn 10 chẳng hạn, 10 rất là rất nhỏ trên hình rồi, 10 thì mới là đúng nhá, 10 mới là đúng. Đó, thì mèo mà kêu meo meo mà kêu thắng rồi. Còn ngược lại thì mèo kêu là thua rồi và mèo quay về chỗ cũ nhá. Đây, mèo kêu go go. Mèo kêu meo meo và mèo kêu là thắng rồi. Thắng rồi. Nha. Và sau đó mèo sẽ go to đến, mèo sẽ go to thẳng đến cái hình tròn đó. Hình tròn đó sẽ vào tâm của mèo luôn nhá. À, cứ phải đưa vào đây cái lệnh. Nếu ngược lại thì sao? Nhầm. Đây chứ. Đấy. Chúng ta kéo thả cẩn thận nhé. Đấy. Còn nếu mà không đúng thì mèo sẽ quay trở lại, mèo sử dụng cái lệnh là glide 1 giây, tu cái vị trí này đấy. Và mèo có thể kêu một câu gì đó, kêu ối ối, mèo mèo thì ta dùng lệnh ối ối nhé, là sai nhé, thu âm lệnh ối ối nhé. Ối ối. Ối ối nhé, là sai, ối nhé. Rồi mèo sẽ kêu ối ối và quay trở lại. Rồi đó, bài tập này đơn giản thế này thôi, nhưng mà luyện rất là khó chứ không dễ đâu nhá. Luyện là khó, ta chạy thử nhá. Đây, chạy này, kéo thả này. Ôi, nhầm à? Ối ối, tôi thấy bị nhầm chỗ nào đó rồi. If
Đây là dùng từ random và bây giờ chọn là mouse pointer nhá. Nhầm. Chỗ này nhầm làm là đây, chạy thử lại này. Kéo thả này. Thắng rồi. Làm ôi. Vẫn để sai nhá. Ôi. Đấy. Chúng thế nhưng vẫn là sai nhá. Thắng rồi đấy. Chúng ta muốn cho khó nữa, chúng ta để cái góc này là cái chỗ này để nhỏ hơn 5 chẳng hạn thì lại càng khó nữa. Đấy. Càng số càng nhỏ thì lại càng khó. Ôi. Vẫn để sai nhá, thấy không nào? Ôi. Đấy. Để 5 là cực khó luôn. Ôi. Để 5 là ôi. Rất là khó. Ôi. Bị sai. Ôi. Ôi. Ôi, không là đúng rồi. Cực kỳ khó luôn nhé. Đấy con thấy không? Để 10 thì con làm được, chứ để 5 là rất là khó. Rồi chúng ta ghi cái bài này thành bài số bài B8 nhé. B8, hôm nay là cũng khá nhiều bài. Được chưa? Đấy, hôm nay chúng ta có cái bài luyện, hôm nay chúng ta có một cái buổi là chúng ta luyện lại các cái bài từ hôm trước, luyện lại cái bài về thông điệp nhá, về biến nhớ. Và hôm nay chúng ta học thêm một vài cái lệnh liên quan đến xử lý sâu ký tự. Một số rất đơn giản thôi là tách tên ra. Thế con về nhà con sẽ có cái bài tập hôm nay, bài tập của con là không những là tách tên mà tách cả họ và tách cả phần đệm ra. Cái bài tập là đó là bài tập khó nhá. Và thầy cho con thêm một vài bài tập nữa để luyện cho cái kéo thả này, và ta sẽ có rất nhiều phần mềm cho chơi cho cái bài tập này, rồi kể cả cái bài tập mà cái bảng vẽ đấy, con cũng nên mở rộng ra làm thêm cái chức năng khác cho nó hay hơn nhá. Chúng ta qua hỏi gì nữa không thầy ơi? Chắc hỏi nào có khó quá. Thầy cho em hỏi cái lệnh distance khoảng cách đó thầy. Là nó hiểu là khi chạm tới cái đó nó mới tính khoảng cách. Khi thả chạm ra tới cái đối tượng hình tròn. Dạ. Khoảng cách là khoảng cách từ tâm con mèo đến tâm của hình này nhé. Khoảng đây cái lệnh này lệnh của mèo mà, thì cái lệnh này là cái cảm biến ấy. Cảm biến này là nó tính là nó trả lại cái khoảng cách từ tâm của nhân vật hiện thời đến cái vị trí mà ta muốn tạo, đến tâm của cái hình, đến hoặc là đến vị trí con trỏ chuột, hoặc đến vị trí là tâm của cái nhân vật mà ta muốn tính, hoặc tính khoảng cách. Đây chính là cảm biến khoảng cách đấy. Con có hiểu cái này không? Còn có học mà ai mà học mà ai học lập trình robot ấy, thì robot nó có cái cảm biến siêu âm tính khoảng cách. Khi mà con robot đến gần một cái hình ảnh là nó có thể xoay, nó có thể lùi lại, thì cái khoảng cách này chính là cái đó, khoảng cách từ nhân vật hiện thời, từ tâm của nhân vật hiện thời đến một nhân vật trước mặt của mình đó. Thì khoảng cách này nó có hai lựa chọn. Một lựa chọn là khoảng cách đến mouse pointer, đến con trỏ chuột, và hai là đến các nhân vật khác. Được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta học quả lệnh là đây là cảm biến va chạm vào cạnh này, vào con trỏ chuột này, cảm biến va chạm vào màu sắc này, và cảm biến khoảng cách. Đó, nó là những cái phần rất rất quan trọng nhé. Ta đã hiểu chưa? Nhé. Thì đến bài sau chúng ta sẽ học thêm một vài lệnh nữa cho nó gần đủ hết tất cả các cái lệnh liên quan đến cảm biến. Còn hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chúng ta hôm nay ít thời gian quá, thầy không đủ. Chúng ta không làm thêm một tập nữa nhé. Mẹ con có ai có hỏi thì thầy trả lời luôn. Thầy em hỏi lại cái chỗ khoảng cách đó thầy. Vậy ngay từ đầu là khoảng cách con mèo với lại cái đường, cái hình tròn này nó đã lớn hơn 5 rồi, tại sao nó không kêu ói mà tới gần tới đó nó mới kêu ói? Đâu? Nếu khoảng cách mà nhỏ hơn 5 thì nó mới thì tức là nhỏ 5 thì nó mới là thắng, còn không nhỏ 5 thì nó kêu ối chứ. Kêu ối tức là lớn 5 thì nó kêu ối. Đúng không nào? Dạ. Nhưng mà nãy em thấy thầy di chuyển là gần tới cái hình tròn đó nó mới kêu ối. Còn không. Nếu mà ngay từ đầu là nó không có kêu. À. Kêu ối chỉ khi mà thầy thả tay ra. Thế này. Trong khi thầy bấm giữ chuột nhá,
Thầy bấm thầy kéo thả chuột thì mèo luôn gắn với con giỏ chuột như vậy ta không kêu được nó phải mày sau nó phải đây khi mà thầy thầy thả nhá thì nó đang ở đây này thầy như thế nào thả thì là mèo luôn gắn với con giỏ chuột đúng không nào nhà thầy ra thì sang thế đây hiểu không có đúng không nhé bạn ở đây bạn hỏi này đây, thầy kéo thả này thầy bấm này giữ này kéo thả này thầy chưa giả tay ra nhé vẫn đang kéo thả nhé thế này đây là thầy này vẫn đang ấn giữ chuột nhé ấn giữ và dê chuột thầy thả tay ra này thả ra đó thả ra nó mới ối thả ra nó mới ối và nó mới quay trở về vị trí cũ đây dạ em hiểu rồi thầy ơi đúng không trong khi mình đang ấn thì nó luôn là nó go to mouse pointer khi thầy thả tay ra nó mới xuống đây nó mới kiểm tra nếu mà khoảng cách đến hình tròn mà nhỏ hơn 5 thì nó kêu thắng rồi meo meo còn ngược lại nếu khoảng cách đến hình tròn mà lớn 5 thì nó kêu ối và quay về vị trí cũ được chưa nào nhé còn chú ý nhé đây là đoạn lệnh rất ngắn thôi nhưng mà đây là cái đoạn lệnh là đây là loại mẫu để chúng ta làm tất cả các bài tập liên quan đến kéo thả chuột trên màn hình nhé cái bài này thì nói quá lên cái bài tập mà liên quan đến các lệnh kéo thả chuột trên màn hình như là phần nâng cao rồi đấy chứ không phải phần cơ bản đâu mà thầy đấy con cho con hiểu là con vẫn có thể hiểu được cái chỉ cần biết vài lệnh liên quan đến cảm biến là hiểu được phần này được chưa nào nhá được chưa lớp mình hôm nay nghỉ sớm nhá vâng ạ nghỉ sớm 3 phút nhá Ừ. Ôi, thầy. Ừ. Con chào rồi. Con chào thầy. Con chào thầy. Ừ. Con chào thầy. Con chào thầy. Con chào thầy. Chào con. Thôi thầy cũng nghỉ thôi.